Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc đã tiến hành phẫu thuật tán sỏi thận thành công cho bệnh nhân Đỗ Doãn Thi, địa chỉ thành phố Thanh Hóa, bằng phương pháp tán sỏi qua da thông qua đường hầm nhỏ. Đặc biệt, đây là ca phẫu thuật do chính Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trường Thành, trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng đội ngũ y bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc. Bệnh nhân Đỗ Doãn Thi đến với Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc khám trong tình trạng đau tức vùng hố thắt lưng trái. Sau khi thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, được chẩn đoán sỏi thận trái. Vị trí sỏi nằm ở đoạn nối bể thận niệu quản, gây ứ nước thận trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Được biết, đề án 1816 là đề án chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc. Theo đề án này, các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ trực tiếp thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc. Bệnh nhân đã tin tưởng và đăng ký phẫu thuật tán sỏi thận bằng phương pháp tán sỏi qua da thông qua đường hầm nhỏ. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và thành công. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định và xuất viện sau 3 ngày tại viện. Cái quy trình tán sỏi qua da đường hầm nhỏ mà để mà điều trị sỏi thận thì nhất là người ta sử dụng cái siêu âm để định vị cái sỏi vào thận, sau đó thì dùng kim để chọc dò vào thận. Khi mà tới thận và tới sỏi thì sẽ dùng một cái bộ nong để mà đặt cái âm la mà cái ống soi vào trong thận. Thì cái đường kính của cái ống soi đó thì nó chỉ khoảng 5 mm, cái đông do rất nhỏ, và khi mà chọc vào thận như thế thì hầu như là không có tổn thương thận và tổn thương thành bụng. Và với một cái đường âm la như thế thì có thể dùng laser tán bụng mà lấy hết được sỏi ra một cách trọn vẹn. Thế sau đó mà chúng ta vừa điều trị được sỏi mà người bệnh thì hầu như là không bị tổn thương về thận và cơ thể. Do đó mà sau mổ thì bệnh nhân sẽ hồi phục rất là nhanh, bởi vì chữa khỏi bệnh mà không tổn thương đến thành bụng và không tổn thương đến thận. Vậy thưa thầy, là cái ưu điểm và cái nhược điểm của phương pháp này là gì? Ưu điểm là rõ ràng là đây là một cái phương pháp nó ít sang chấn và rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì có cái nhược điểm là thứ nhất là đòi hỏi phải có trang thiết bị tốt, thứ nhất là phải có laser công suất lớn để mà tán sỏi. Thứ hai nữa là phải mua các cái bộ dụng cụ trọng này, nó cũng tương đối là đắt tiền. Thứ ba nữa là cái trình độ của người phẫu thuật viên thì phải rất là phải làm quen với phẫu thuật này rất là tốt. Bởi vì ví dụ như cái ca này là cũng tương đối khó để mà chọc mà soi được, tìm được con sỏi để mà tán, thì cũng phải đòi hỏi rất có kinh nghiệm thì mới có thể là làm tốt được cho bệnh nhân. Vậy trong cái quá trình tán sỏi thì cái khâu nào là cái quan trọng nhất? Cái khâu soi và tìm sỏi và định vị sỏi là quan trọng nhất. Vậy là những cái trường hợp nào thì có thể làm cái phẫu thuật này ạ? Nói chung là đa số các sỏi thận mà chức năng thận còn tốt, không có nhiễm trùng tiết niệu, kể cả sỏi san hô rất to cũng đều có thể làm được cái phương pháp này. Và hầu trừ một số những trường hợp thận ứ mủ hoặc là bệnh nhân sỏi nhiễm trùng nhiều và thận chức năng rất là kém thì mới phải mổ mổ. Chứ còn đa số là có thể tán sỏi qua da thì rất tốt. Tôi là tên là Thi, Đỗ Doãn Thi, sinh sống tại thành phố Thanh Hóa. Hôm nay 43 tuổi. Thế thì sau khi giới thiệu thì ở bệnh viện Hậu Lộc có cái chương trình liên kết với các cái đầu ngành của bệnh viện trước về mổ tán sỏi, thì tôi đã đăng ký thực hiện cái mổ tán sỏi soi qua tán qua da vào ngày hôm thứ bảy, 7 tháng 11. Sau một ngày thì đến ngày thứ hai thì cơ thể của tôi đã trở lại cái trạng thái bình thường, tất cả các cái sinh hoạt thì nó đã quay trở lại bình thường. Và qua cái tuần một này thì đánh giá rằng cái việc mà bệnh viện Hậu Lộc đã có những cái chăm sóc quan tâm từ các công tác y tế đến điều dưỡng đến bác sĩ thì rất là ân cần, chú đáo, rất là quan tâm bệnh nhân. Và qua cái này thì tôi rất là cảm ơn ban lãnh đạo bệnh viện, những bác sĩ khoa ngoại sản của bệnh viện Hậu Lộc.